Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Đức Giêsu đến biển Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay trong không gian thoáng mát và đầy linh thánh này, chúng ta quy tụ về linh đài Thánh Phêrô để long trọng mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Mình kính các ngài chúng ta nhớ đến hai đấng như là những mẫu gương sáng ngời về đời sống chứng tá cho đức tin qua tinh thần hiệp nhất trong đa dạng. Các ngài còn được ví như những người tiên phong trong công cuộc loan báo tin mừng, như những vị sao sáng trong giáo hội, như những vị tướng anh hùng trong trận địa đức tin. Để rồi chúng ta học đòi bắt chước gương các ngài mà sống sao cho tròn tình với Chúa, vẹn tình với nhau. Trước hết, xin được chia sẻ niềm vui với Cộng đoàn Giáo xứ Đông Yên trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Xin Thánh Phêrô luôn luôn bầu cử cho mọi người để rồi sống trọn vẹn niềm tin mà đã lãnh nhận. Đồng thời cũng chia sẻ niềm vui với quý ông bà, nhất là các ông, các anh, các em có bổn mạng Phêrô và Phaolô. Chúng ta chia sẻ với nhau bằng một tràng pháo tay để rồi xua tan cái sức nóng này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thi sĩ Bùi Giáng, một thi sĩ tài hoa của nền văn học cận đại, những vần thơ của ông là tâm trạng bay bổng vượt lên cái tầm thường của cuộc đời này để đi tìm một thế giới khác. Ông điên cuồng trong văn học nhưng rất tỉnh trong thực tài và đầy triết lý. Ông viết ra những câu thơ như thế này: ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi chốn hôm nay. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Bản thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi? Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về cát bụi cùng trắng tay. Cuộc đời ta phù du như cát bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cùng về với cát bụi mà thôi. Ông nói thay cho một chân lý bất biến về cuộc đời này: trần gian chỉ là thế tạm, chỉ là một làn sương, một hơi thở, một đóa hoa sớm nở chiều tàn
nãy còn mai mất. Không có gì là thực ở cuộc đời này. Nói như sách giảng viên phù vân quả là phù vân. Kẻ khôn ngoan là kẻ biết tìm kiếm những thực tài siêu linh bền vững. Đó chính là nước trời, chính là Thiên Chúa. Điều này có thể minh chứng trong cuộc đời của hai thánh Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Với hai cuộc đời, hai con người, hai hoàn cảnh đầy những nghịch lý, nhưng cả hai có cùng một chí hướng như nhau, đó là biết trao phó đời mình cho Chúa và muốn thuộc tròn về Đức Giêsu Kitô. Khi nói về thánh Phêrô, người ta thường nghĩ đến vai trò của một vị tông đồ cả, như trong kinh cầu với thánh Phêrô mà có lẽ cộng đoàn chúng ta đọc mỗi ngày. Lạy thánh Phêrô là tông đồ cả của Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái hội thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Chúa đã phó thác các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đã ban cho người chìa khóa được thiên đàng. Chúng con mừng vì thánh Phêrô chọn người làm quan thầy, vì đã được chức cao quyền như vậy. Chúng con xin chọn người làm quan thầy, cầy người coi sóc gìn giữ những con mòn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỷ. Nhưng đồng thời người ta cũng gán cho Phêrô với một biệt hiệu vì tông đồ chồi chùa. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi, thiết tưởng chưa đủ để nói về vị tông đồ vĩ đại này. Không phải tự nhiên mà Phêrô trở thành vị tông đồ trưởng. Không phải tự nhiên mà cho đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến tên ông với tất cả sự kính trọng và nể phục. Vậy điều gì đã làm cho Phêrô trở nên một con người vĩ đại như thế? Thưa, đó là tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không chọn một người tài giỏi, văn võ song toàn để đứng đầu nhóm 12 và làm nền móng cho giáo hội, nhưng Ngài đã chọn Phêrô, một ngư phủ miền quê Galilê, một người nhà quê ít học, làm nghề đánh cá, tính tình bộc trực, thấy sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy và thẳng thắn. Cụ thể khi Chúa lên Jerusalem để bước vào cuộc thương khó, vì thương thầy ông cảm Chúa, Chúa đã cờ trách ông cho là Satan. Rồi quân dự tới bắt thầy cũng vì thương thầy, tức giận quá nên chém đứt tai một tên lính. Cùng thể khi thầy bị bắt vẫn theo thầy, rất mực yêu thương kính trọng thầy, nhưng vẫn chối thầy. Phêrô là một con người với bản tính 100% là người. Mà đã là con người thì ai cũng có những con cái sai, cái lỗi. Sợ bị bắt như thầy nên Phêrô phải chối. Trong lòng nghĩ chối là thường sách nên ông đã làm. Đó là tính bộc trực của thánh Phêrô. Những bản tính ấy, rất người ấy của Phêrô được củng cố phát triển và thật sự thăng hoa sau khi gặp cái nhìn đầy trìu mến của thầy Giêsu sau 3 lần chối thầy. Phêrô đã trở ra ngoài hối hận ăn năn khóc lóc, quyết tâm làm lại cuộc đời. Thánh Phêrô là người đầu tiên dòng dạc tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Dẫu thánh nhân không biết hết về con người của Đức Giêsu và sứ mạng phía trước mà thánh nhân phải lãnh nhận, dẫu cuộc đời cũng xa đi ngả lại, té lên té xuống, cùng yếu đuối cùng chối thầy, nhưng một khi được hoãn cải, thánh nhân đã sống hết mình vì tin mừng và vì nước trời. Sau biến cố Lê Ngũ Tuần, thánh Phêrô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng và tuyên bố trước công quyền rằng phải vâng lời Thiên Chúa
hơn là người phàm. Thánh nhân lãnh nhận giáo đoàn sơ khai tại Jerusalem đã đón nhận những người ngoại giáo đầu tiên gia nhập giáo hội và cuối cùng đã làm chứng về Đức Kitô bằng chính cái chết của mình tại Roma vào khoảng năm 64. Thánh Phêrô đã xin đóng đinh, nhưng không phải đóng đinh như thầy Giêsu mà chỉ xin được đóng đinh ngược, bởi vì ông cảm nghiệm cuộc đời của mình không xứng như thầy. Cái chết của Phêrô là một cái chết hào hùng, một cái chết bất tử, một cái chết mà làm cho kẻ sống phải hoang mang nhưng đầy thán phục. Còn thánh Phaolô thì sao? Thiên Chúa đã không chọn Phaolô ngay từ đầu như những tông đồ khác, mà phải đến mãi sau này, tức là sau khi Chúa đã chết sống lại và lên trời. Thiên Chúa mời gọi Phaolô trong một tình huống thật đặc biệt, từ một tín đồ nhiệt tâm của Do Thái giáo, từ một người chuyên lùng bắt các tín hữu của Chúa, Phaolô bỗng chốc trở nên một tông đồ nhiệt thành cho dân ngoại chỉ sau một lần ngã ngửa. Nói như ngôn ngữ của nhà vò, chỉ sau một lần knock out là thánh Phaolô trở lại với Chúa để rồi bước theo con đường của Ngài. Thánh Phaolô đã nhận ra tình thương của Chúa và xác tín mạnh mẽ vào lòng xót thương của Ngài rằng: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Mạnh mẽ hơn nữa, thánh Phaolô còn khẳng định một cách quyết liệt: tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Có thể nói sau biến cố trở lại, thánh Phaolô đã sống hết mình với Đức Kitô, bất chấp mọi gian nguy khốn khó. Không gì có thể cản bước tiến của Ngài trong việc loan báo tin mừng và làm chứng về Đức Kitô. Vì thế thánh nhân đã thốt lên: không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thực việc Thiên Chúa chọn gọi thánh Phêrô và Phaolô là do tình thương và lòng quảng đại của Người. Đây là điều không chỉ đúng với trường hợp thánh Phêrô và Phaolô, mà còn đúng với nhiều trường hợp mà Kinh Thánh đã tường thuật lại, như Mô-xê, các ngôn sứ A-1, Isaiah, Jeremiah hay như Matthew, vân vân. Điều đó cho thấy Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc chọn lựa. Như lời trong Tin Mừng Marco chương 3 câu 13 đã đề cập đến: sáng sớm Chúa gọi đến với người tất cả những ai người muốn. Rồi trong chương 15 của Tin Mừng Gioan câu 16 cũng đề cập đến ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con để cắt đặt và sai đi loan báo tin mừng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chiêm ngắm đời sống của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hôm nay chúng ta được mời gọi học đòi bắt chước với các ngài, đó là phó thác đời mình cho Chúa để cho Chúa định liệu và sắp xếp. Đồng thời qua ngày lễ kính hai thánh hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi học đòi những điểm, những bài học nơi các ngài, để rồi trong hành trình đức tin, trong hành trình theo Chúa, chúng ta trở nên bạn nghĩa thiết với Ngài, trở nên những dấu chứng tình yêu của Chúa. Trước hết, điểm đầu tiên mà chúng ta học đòi bắt chước nơi các ngài, đó là hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Xét về phương diện thì nhiều phương diện thì Phêrô thiếu hẳn những đức tính của một người lãnh đạo, như khả năng ăn nói, tài quản trị, óc điều hành, vân vân. Thế nhưng Chúa đã chọn ông, không những thế, Người còn đặt ông làm thủ lãnh giáo hội. Cùng thế, Phaolô từ một kẻ lùng bắt đạo Chúa, Chúa đã biến ông thành một người bạn
và sau cùng trở thành người rao giảng về tin mừng và sẵn sàng chết vì Đức Giêsu. Mỗi chúng ta sinh ra trên trần đời này đều nằm trong đường lối và ý định của Thiên Chúa. Chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa bằng cách hãy để cho chương trình của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Người được mời gọi đi tu, người được mời gọi sống đời gia đình, rồi những thành công thất bại, những buồn vui trong cuộc sống, tất cả đều là một lời mời gọi của Thiên Chúa giúp chúng ta vươn mình lên cao và lớn mạnh trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Điểm thứ hai chúng ta học đòi bắt chước nơi các ngài, đó là lòng yêu mến Chúa. Câu chuyện bên bờ biển Galilê năm xưa, sau khi Chúa sống lại, Phêrô đã tuyên xưng không phải đức tin, nhưng là vì lòng yêu mến của ông đối với thầy chỉ thánh Giêsu. Thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Còn thánh Phaolô, sau những năm dài miệt mài loan báo tin mừng của Chúa, ngài đã viết những lời thật cảm động trong thư thứ hai gửi Timôthê chương 4 từ câu 6 đến câu 8 như thế này: dù là gian truân, đói rách, hiểm nguy, gươm giáo, tôi thông tin rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phú, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Hôm nay đây, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải có lòng mến đối với Ngài. Lòng mến Thiên Chúa không chỉ dừng lại trên đầu môi chót lưỡi, nhưng phải được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể. Nếu chúng ta chỉ nói suông thôi, thì chúng ta chỉ là một cái trống rỗng tuếch. Và thánh Gia-cô-bê sẽ nói với chúng ta rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hay nói như thánh giáo hoàng John Paulo, người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là chứng nhân. Điểm thứ ba chúng ta học đòi bắt chước nơi hai vị tông đồ, đó là sự gắn bó và lòng trung thành đối với Chúa. Đời sống chúng ta hôm nay cũng không thiếu những lúc niềm tin bị thử thách, bị chao đảo. Nhiều lúc chúng ta không hiểu nổi tại sao gia đình mình ăn ngay ở lành mà lại toàn gặp những tai ương hoạn nạn, trong khi nhiều người đời sống chẳng ra gì thì lại có một cuộc sống sung túc, vẫn cơm dư rào thừa, giường êm nệm ấm, vân vân. Chúng ta biết rằng người cứng rắn như thánh Phêrô cũng có lúc niềm tin bị chao đảo, mất định hướng, và có lúc ngài đã tính đến chuyện bỏ cuộc. Thế nhưng với sự trợ giúp của Chúa, thánh nhân đã đi tròn con đường theo Chúa. Thì chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi dõi theo bước của Ngài để trung kiên bền chí đến cùng. Dẫu cuộc đời này có nhiều trăn trở, có nhiều răng bẫy đang vây bủa chúng ta, làm cho chúng ta lạc hướng, nhiều khi đức tin bị lung lay, nhưng chúng ta vẫn tin rằng giáo hội là của Chúa. Mỗi người chúng ta hãy đặt tròn niềm tin vào Chúa, và chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ trở nên tốt tươi hơn, trở nên tốt đẹp hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều có chỗ đứng trong trái tim của Chúa. Chúa thương yêu chúng ta không chung chung ước lệ, nhưng người gọi tên từng người một, vì ta biết chiên của ta và chiên của ta biết cha. Chúa biết và tin dùng chúng ta với tất cả những gì chúng ta đang có, kể cả những khuyết điểm, những yếu kém của từng người chúng ta. Chúa không chê chúng ta bất toàn,
mà Người lại luôn dùng sự bất toàn của chúng ta để công bố lời Chúa, dùng miệng lời của chúng ta để nói lời yêu thương tha thứ, ngõ hầu cuộc sống chúng ta trở nên lời chứng tá hùng hồn về tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cách riêng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Đông Yên và những ai nhận hai Ngài làm bổn mạng luôn được an vui hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa, biết gắn kết cuộc đời mình với Đức Kitô để kính múc chính nơi Người nguồn sức mạnh tình yêu, để mỗi người chúng ta có thể trao ban và chia sẻ tình yêu ấy cho anh em đồng loại. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của hai thánh Phêrô chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng ta. Amen.